Dạng sáng hôm qua ngày 6 tháng 5, người dân phố Húc Kiều Đại 2, phường Đức Vệ, thành phố Thanh Hóa phát hiện có đám cháy từ một nhà dân, nên nhanh chóng báo lực lượng chức năng, đồng thời phá cửa vào nhà để chữa cháy. Kiểm tra trong nhà phát hiện hai người tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là bà H, 59 tuổi và anh G, 29 tuổi là con trai bà. Tại hiện trường, lực lượng công an ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường như có vết máu trên nền nhà. Trên người bà Hát có vết thương. Ngay trong sáng ngày 6 tháng 5, cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong các lực lượng nghiệp vụ khác thuộc công an tỉnh thanh hóa đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc